cây ổi Ấn Độ này tới mùa này trái cũng lớn rồi nè. Sao năm nay ít trái mà sao mà không có thấy nó bự, nhìn làm như nó muốn già ha sao? Thấy không? Đúng rồi. Đang mà tỉa mấy cái lá cho cái cây mấy cái củ su hào nè. Nó hình thành nè. Nó có củ tròn vo đẹp quá. Mà cũng có mấy cái bị đẹp ha. Ừ. Có thể thiếu nắng không ở trong này? Ừ. Chỗ này nó hơi thấp. Ừ. Hơi thấp rồi mùa đông lại không có nắng nhiều nên nó hơi bị chậm tí. Ừ. Bữa nay chắc nghĩ cắt được mấy cái cải hoa hồng rồi anh xã. Có cái này nó ra bông mình thấy không? Đúng rồi nè. Nhổ lên luôn đi ha. Cải hoa hồng treo tường. Cải hoa hồng treo tường. Cái chậu vuông vuông này mà trồng cũng được được hai cây á chứ. Bây giờ treo lên đây nè mới có hứng nắng nổi chứ mùa đông âm u chán chết. Cái gì cái này cái nào cái nấy nó đều eo ụt quá. Hello cả nhà, giờ Sang lấy cái xề đi ra ngoài vườn Sang cắt mấy cái cây mà cải hoa hồng này vô nè cả nhà. Đó, giờ mình nhổ mấy cái cải này lên. Cắt có ngang rồi hả? Được, được. Mình nhổ nó nên nó cát không. Nhổ nó lên thì chừng nào mình trồng thì mình tính sao. Bươi gấp nó ra. Có hai em này sao mà nó đẹp căm. Mình cũng muốn lên bông. Càng ở dưới thì nó lại càng bự, không biết làm sao. Nó sệ cái. Này phải nhanh tay chứ thôi trời mưa tới. Âm u đó. Rồi, giờ lấp dưới đây. Này nó đẹp quá. Cái lá của nó y như là mấy cánh hoa hồng ha. Thấy người ta bị gọi là cái hồng. Gồm qua cái xề đi cho em coi. Đổ hết. Này đứng đây cũng phải nương nương mấy cái em su hào nè chứ không thôi là đạp nó. Mấy em đang có củ đó. Cái này bị. Cái này ăn giống như cái ngọt vậy. Nhiều nó đẹp ha. Đúng rồi. Màu xanh đậm. Dễ thương nha. Ừ. Như cái bông ta này. Mùa đông cũng đầy đủ các loại rau để ăn. Vậy đó, mùa đông thì mình trồng theo rau mùa đông. Nhìn đẹp đó. Này đỡ cái mùa đông của mình không có tuyết á, cho nên là cái này trồng ok. Thôi tuyết là tiêu lá chưa. Cái này mà bứng lên cái là nó bung đất tùm lum la. Đẹp quá ha. Đi nhiều hoa hồng xanh. Đúng ha. Rồi ha. Hoa hồng xanh. Nó ra đều đặn. Đẹp. Theo lớp một vòng tròn. Lớp này không. Hai em cuối cùng. Đó. 16 cây cải hoa hồng thôi nè. Cả xề. Đẹp chưa? Đó ha. Có mười mấy cây cải hoa hồng thôi mà được nguyên xề. Đẹp không? Hoa hồng xanh. Bây giờ rề qua bên đây cắt luôn hai cái cây bông cải tím eo uột. Dịch đẹp. Cái này lý do Sang cắt cái lá nó hết lại gì biết không? Tại mấy cái lá này nó bị cái con rầy xanh á. Nó ăn á mà bây giờ cái cây cải lớn không nổi luôn nè. Bông thì cũng eo uột.
cắt cái lá con rầy xanh đó coi là nó lây nguyên cái vườn. Bên này còn này. Bên này thì cắt không có kịp mà thu hoạch cái nó bị bung ra luôn, hết nó thành cái bông. Đây có thêm một cây ổi nữa, vẫn có trái nè. Mà sao năm nay nó bị nấm nám cái vỏ nó kỳ quá ha. Đúng rồi. Thì có cây này vẫy, mấy cây kia đâu có vẫy nè. Nhà năm nay cũng có 4-5 cây ổi. Trời ơi, đang thu hoạch ra mà bị mưa rồi cả nhà. Bây giờ đi vô lấy cái nón lá đội. Giờ mình phải kiếm cái gì khác, mình bẻ mấy cái lá xà lách giòn á. Cái đó nghĩ chắc nó chưa lên bông, mình bẻ ngoài ăn đi hay sao. Đúng rồi. Khi nào lên bông mình tính, chứ bây giờ bẻ vô nhiều quá ăn không hết. Nào lên bông tính sao. Xà lách giòn này mình vô mình làm xà lách tuna là cũng ngon lắm á. Cây này nó cao ha, nó bắt lên ngoài cao. Ngoài shop thì người ta bán cho mình nguyên một cái búp gì nè. Mà ở nhà mình ăn đâu có nhiêu đâu, mình hái mua hết trơn vô đây cho ăn nó kịp. Trời mưa mà đã lạnh mà còn thấy mưa, âm u, chán. Xà lách này trồng bao lâu mới thu hoạch được vậy? Cái này cũng được cả tháng nay rồi. Mà bỏ lúng nó cho nên là nó đáng lẽ phải hái sớm một chút đó. Lá dưới này nó ngã rợp nè. Nó nghe nó giòn lắm. Xà lách giòn. Cái này mình làm sandwich hay là mình làm trộn xà lách ăn cũng ngon. Chấm nước cá, nước thịt, ok. Còn đây nữa. Cái chậu này rồi hổm mà hái cái rổ mà chưa có trồng, chưa biết trồng cái gì nè, cho nên là đem cái chậu xà lách này lên đây để cho nó có nắng. Xà lách này nó cũng có mũ trắng ha. Có, không có hái được cái nó ngã rợp mấy cái lá này dưới đây. Là có mũ. Này tiếng Anh là gì? Cost lettuce. À, nó có loại baby nữa không? À, có không, có loại màu tím nữa. Này rồi tím màu đỏ gì đó. Giăng màu giống cây cải mù tạt đỏ này nè. Tím tím đỏ đỏ. Hai loại. Hình như Việt Nam gọi là xà lách romaine or something. Ở Việt Nam có cái loại này mà không biết gọi là cái tên gì, quên mất tiêu rồi. Romaine ha gì đó. Đó. À, cũng được một mớ. Được nửa vỏ. Rồi cà chua bi mùa đông này cả nhà, đó cái cây của nó bị tàn hết trơn rồi, cái trái của nó là còn nguyên chùm mà nó chín rồi nè. Rồi sang cắt này luôn để sang dẹp cái chậu. Nghĩ cũng ngộ ha. Cái cây này mà nếu mà cái mùa đông không có đến á thì nó dễ sẽ tiếp tục nó phát triển đó. Tại vì cái trái con của nó dưới đây còn nhóc hết trơn. Mùa đông lạnh quá cái cây nó không có trụ nổi đó. Nè cây lá trái non dưới còn nhóc luôn nè ha. Cái ráng 2 tháng nữa là tới mùa xuân rồi. Tha hồ trồng. Chỉnh rục quá nè. Cái này là đợt mà sang đi chơi về rồi sang mới mua cây khác cũng trồng rồi, cho nên nó mới lấn qua tới mùa đông. Được. Thấy không nè, trái non đang ra mà. Cái cây nó chết. Chết khô luôn. Ừ.
Đó. Dẹp cái chậu đó cho nó bớt tùm cái giường. Nó lên đây cũng vậy nữa nè. Cái mùa này mùa đông á, rau cải gì cũng mắc hết trơn á nha. Khó trồng. Ừ. Không thôi, người ta có trồng thì ở farm người ta trồng, người kia trong cái những cái nhà kính á, người ta có nhiều khi có lò sưởi rồi này kia á, cho nên cái giá của rau cải nó mắc. Tốn tiền lò sưởi rồi này kia nữa làm chi? Tiền điện. Đây nè. Mấy cái này nó vô chính từ từ. Trên nè. Vô chính đây nè, hái luôn cái chậu này luôn. Ngày trái lớn. Loại này trái lớn. Trái bị thúi. Cái này bị hư rồi. Mấy em xanh xanh này cắt luôn đi. Cái chín sao hả? Ừ. Dẹp cái chậu cho nó sạch sẽ cái giường. Nó đông tùm lắm. Mùa đông mà mình để cái giường mình nó âm tùm quá, nó cũng hay sinh sâu rầy đồ này kia. Mấy con rầy nó hay bu bu lá. Mấy cà chua này còn nằm không ta? Ờ, cái cây ớt đó dễ thương ha. Ở đây nè. Ở đây đây. Ờ, còn chậu này mình quên ha. Rồi sót cái cây cà chua này mà mình quên ha. Hái luôn cái này luôn. Cái này cũng nằm gần mấy hiên cho nên nó cũng chết sau cùng. Vẫn còn xanh. Vẫn còn xanh thì đó nó mấy cây kia khô queo hết trơn rồi. Xanh nhưng mà cũng đang chết, đang rụi tàn. Này cũng cà chua bi luôn nè. Bi lớn. Nó rụng lập đập. Chùm này nó còn xanh xanh, nhìn giống chùm nho quá. Giống nho xanh á. Được dài hạt thôi chứ giờ cũng ngưng rồi kìa. Ổng đâu có mưa đâu, ổng hù ha. À, chín quá rụng. Xanh. Ồ, nhiều đây cũng hơn ký cà chua đó chứ đâu ít đâu. Mốc mốc. Mùa đông mà không có cà chua đây. Nó non quá, bỏ đi. Nè. Cà chua mùa đông. Cuối mùa mất mốt. Rồi chiến lợi phẩm của chiều hôm nay nha cả nhà. Một xề này là có cải hoa hồng. Đó, cải hoa hồng y như là cái mấy cái bông hoa hồng xanh gì đó. Còn ở dưới đây là được hai bông cải tím, được một mớ xà lách giòn và một mớ cà chua bi cuối mùa. Rồi Sang tạm kết thúc video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye. Nào. Sit. Bye lo. Sit. Bắt tay. Bye. Goodbye. Bắt tay vào. Second. Let it. Come here. Sit. Sit. Hello. Sit. Bắt tay. Goodbye. Rồi giờ xoay vòng vòng đi. Tập cái khác. Turn around. Turn around. Sit. Sit. Bắt tay. Thích được bắt tay lên liền không? Ok. Quen rồi, bây giờ vòng vòng trước đi. Hay là turn around.
Turn around. Sit. Hai tay. Good boy. Ngồi liếu ngon lành lên nè.